Em Tuấn xin chào các bác nhá. Hôm nay là 15 tháng 5, buổi chiều ngày 15 tháng 5. Em về được một cặp bánh carbon đến từ thương hiệu Bonchager của Mỹ. Dòng này là dòng Bonchager Aeolus Pro 3. Aeolus Pro 3. Bản cao là 3 phân rưỡi các bác nhá. Cặp này rất đẹp luôn. Hình thức em đánh giá còn khoảng tầm 97-98%. Rất mới. Những cái dòng chữ Bonchager này là nó sơn trực tiếp các bác nhá, sơn trực tiếp. Những cái chữ Aeolus này cũng là sơn trực tiếp luôn này. Aeolus Pro 3. Bản này là cao 3 phân rưỡi các bác nhá. Bản cao phành là 3 phân rưỡi. Các bác lắp lốp thì nó sẽ lên tầm khoảng phân rưỡi 2 phân nữa, nhìn trông nó cũng rất là cân đối với chiếc xe. Và cái bản 3 phân rưỡi này thì nó chống gió ngang rất là tốt, nó không cao quá. Lắp lốp vào thì là khá là cân đối với chiếc xe đấy. Đẹp. Bánh chạy bạc đạn trước sau, đùm trước đùm sau đều chạy bạc đạn. Căm là căm dẹt các bác nhá. Căm dẹt xé gió. Rất đẹp luôn. Đấy, carbon cứng đét. Bánh rất đẹp. Sử dụng cối líp là Shimano 11. Đấy, Shimano 11. Và vỏ ruột rời các bác nhá, tức là sử dụng xăm lốp. Các bác nào mà lắp lốp không xăm cũng được. Dòng này thì lắp được cả lốp không xăm và lốp có xăm. Em sẽ quay chi tiết các bác nhé. Chi tiết phần đùm trước này. Đùm Bonchager. Mã số đây. Đùm Bonchager rất đẹp. Bạc đạn các bác nhé. Bạc đạn thì mượt mà, không có một cái lỗi lầm gì hết. Và đây là cái phần viền bánh. Viền bánh trước. Đấy, cái dòng chữ Aeolus Pro 3 thì nó sơn trực tiếp. Và cái phần má, má phanh này còn cực đẹp luôn. Đấy, cực đẹp luôn ạ. Quay cho ánh sáng để các bác nhìn cho nó rõ. Rất đẹp. Đấy, chữ này là chữ sơn các bác nhá. Sơn trực tiếp lên trên vành luôn. Cái nền này của nó thì nó là màu đen mờ một chút. Đen mờ chứ không phải là đen bóng. Đen mờ. Còn chữ này nó sơn bằng màu sơn bóng này. Đấy, mã vành cực đẹp. Mã vành còn nét căng luôn. Không hề chảy xước một chút nào. Đấy, dòng chữ Aeolus Pro 3. Còn rất là mới các bác nhá. Mặt đối diện cũng đẹp. Đấy, mặt đối diện này. Các bác nhìn cái má này. Mới đét đèn đẹp. Hình thức thì không phải lo, không phải nghĩ về cặp này. Quá đẹp luôn. Chất lượng cũng rất là ok. Cặp này nó có trọng lượng rất nhẹ. Bánh trước là nặng 700g. Bánh trước 700g, còn bánh sau thì là nặng hơn một chút. Bánh sau là 880g. Tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Bánh sau, đùm sau đây. Đùm Bonchager này. Cối líp này. Sản xuất 15 tháng 9 năm 2017. Clip Shimano 11. Rất đẹp. Đây là phần đùm các bác nhé. Đùm sau này. Đùm rất chất luôn ạ. Căm dẹt xé gió. Đây là phần vành bánh phía sau. Tem mác đẹp, không chảy xóc. Bánh này kèm theo cả tỳ bật luôn các bác nhá. Tỳ bật zin của Bonchager. Đây tỳ bật đây. Đó, nhìn má này. Má mới đét luôn. Cực đẹp. Giá cặp này cũng rất là dễ chơi các bạn. Tem mác. Không một lỗi lầm gì các bác nhá. Không chảy xước. Cặp này cối líp kêu cực hay luôn. Quay thử cái cối líp cho các bác cùng nghe nhé.
khối líp kéo rất hay, rất giòn. Bản 3 phân rưỡi lên xe rất đẹp luôn các bác nhá, rất là cân đối. Đây là tì bật này, tì bật von Schacker zin. Đấy, tì bánh sau thì nó có hơi chảy nhẹ một xíu. Cái này về các bác khắc phục được các bác nhá, cái này về chấm sơn là hết. Tuy nhiên thì hàng về nó có như nào thì em bàn giao cho các bác như vậy, không có dặm tút gì hết. Đấy, tì chính hãng của von Schacker luôn. Đấy, chỉ có tì bánh sau thì nó hơi bị chảy tí thôi. Cái này nó xước nhẹ chứ không phải chảy, cái này nó xước nhẹ. Về các bác dùng sơn đen các bác dặm vào này, lại như đẹp. Em bàn giao nguyên bản, nguyên trạng thôi nhá, nguyên hiện trạng, không có sửa chữa, không có dặm tút gì hết. Cặp này thì em đang bán với cái mức giá là 16 triệu 16 triệu cho một cặp bánh chính hãng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, von Schacker Aeolus Pro 3. Các bác có nhu cầu thì alo cho em có nhé. Hôm trước thì cũng nhiều bác dặn lắm nhưng mà em cũng không nhớ là bác nào, thì bác nào cần thì alo lại cho em. Số điện thoại em Tuấn là 0888391992. 16 triệu là em bao ship cho các bác luôn các bác nhé. Giá cực kỳ là dễ chơi tại cái thời điểm hiện tại. Đấy, em sẽ quay lại qua một chút về cái tổng thể của cặp bánh. Đây là cối líp 11 này, cối líp Shimano 11 này. Các bác lắp líp 8, 9, 10 đều ok. Thêm một vòng đệm ở trong này các bác nhé. Bác nào mà sử dụng líp 8, 9, 10 thì cứ báo em để em cho tặng kèm cho bác một cái vòng đệm. Thì các bác về các bác đệm vào đây và các bác lắp líp chạy bình thường. Líp 11 thì các bác lắp phát là ăn luôn rồi. Đấy, đùm này, đây là đùm sau. Đùm trên đùm sau thì có dòng chữ von Schacker ở chính giữa kia các bác nhé. Dòng chữ von Schacker. Căm là căm dẹt. Và đây là phần vành bánh sau này. Bánh còn rất mới luôn, các bác nhìn cái phần má thắng của nó còn sáng loáng luôn ạ. Chưa hề có một cái vết xước nào luôn. Tem mác thì ngon lành cành đào, không chảy chóc. Đây, má thắng này. Má thắng đẹp keng luôn. Bánh trước bánh sau đều đẹp các bác nhá. Đùm trước này. Trên đùm trước thì cũng có dòng chữ von Schacker ở phần chính giữa. Hai đầu trục đẹp, mượt mà, căm dẹt, vành bánh nét căng sáng các bác nhá. Bản này cao 3,5 phân, lắp lốp vào nữa tổng khoảng 5 phân, lắp lốp vào 5 phân, lên xe quá đẹp. Bác nào cần thì alo cho em các bác nhá. Em Tuấn xin phép được kết thúc video. Xin chào tất cả mọi người ạ.